Hello những người anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây. Mọi người có ổn không thế? Lụm nhanh nhanh rồi còn về anh em ơi. Anh ơi cho em đi với. Nhà bọn anh bao việc, chú em cứ ở lại mạnh khỏe nhé. Không có gì phải buồn hết cô bé ơi. Bọn chúng chỉ là lũ vô dụng thôi. Quên lũ này đi, về thôi. Hai chú em, lâu ngày không gặp. Bộ thân nhau lắm hay gì, bước nhanh không anh chém giờ. Lũ thức ăn gia súc không đủ level với anh. Vậy là chúng ta đã bị bỏ rơi rồi sao anh em? Hình như là vậy rồi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Sao họ lại cư xử như vậy với chúng ta nhỉ? Mạnh mẽ lên lại đây, anh cho chú xem tình hình bây giờ. Chạy nhanh lên mấy thằng đần kia, hết giờ nhảy nhót rồi, không là cho tụi bay đi bụi hết bây giờ. Bây giờ tập hợp tất cả anh em lại, sau đó tập trung về phía đó, rồi chúng ta sẽ được họ cứu, thì đành đi. Lên xe mau mấy chú em, vội lắm rồi đấy. Tôi mất tay rồi không lên được, đây để tôi giúp cậu. Nhanh lên nào các cậu, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Tính chạy đâu thế mấy cưng, đợi chị với nào. Chạy mau đi, để tiếp này anh lo cho. Chạy mau thôi anh Shikibi đi ơi, em sẽ lo tấn công chúng cho. Đông lũ át trâu quá, chúng ta cần phải thật thận trọng với chúng. Ơi may quá, anh em cho tôi đi ké một chuyến với. Nó dí tôi ác quá, sao mà bọn này nó đông dữ thần. Ồ, có ai đó cứu chúng ta rồi, may quá. Liệu đây có phải người bí ẩn đã được các tạp vụ nhắc tới không nhỉ? Cẩn thận của gấp nhà anh Shikibi đi. Hình như phía trước là một tên át trâu lớn thì phải. Cẩn thận nhé anh Shikibi đi. Tìm được các ngươi rồi, chạy đi đâu cho hết tối hả? Ôi không, những người anh em của tôi, đừng mà, hãy chạy đi tạm biệt. Lũ máu lạnh các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm, hãy đợi đấy. Mọi người cẩn thận hỏa lực của chúng bắn tới đấy. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi, ai đó lên tiếng đi. Chóng mặt quá, mọi người ổn cả chứ? Nấp mau đi, có tên át trâu đang tới đó, mau lên. Xin chào, chúng ta có nên nói chuyện chút không nhỉ? Cho tôi tham gia với nào. Chạy mau đi, hãy cố gắng bảo toàn tính mạng. Chào các bé, anh đứng đây từ chiều. Thôi cuộc này xong rồi, chúng ta đã bị bao vây. Sao vậy ông bạn, sao lại buông bỏ vũ khí, đừng khuất phục trước chúng vậy chứ. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, cứu tôi. Thứ gì vậy, trông cô ta thật sự đáng sợ quá đi. Tôi đã nhìn thấy kết quả của tôi như nào rồi đấy. Hãy cố gắng bảo toàn mình nhé, tôi đi trước đây. Không, đừng mà. Mụ đàn bà thôi tha, hay dừng lại ngay, người sẽ phải trả giá vì điều đó, chết đi. Chứ tớ lỡ nên là bé nóng vội à, chị sẽ chăm sóc cho bé lên đấy. Nó tới đây với chị nó bé yêu. Tránh xa tôi ra còn điên. Chị đã có được gương rồi, nó để chị chăm sóc cho bé yếu nhé. Chị ơi tha em biết lỗi rồi à. Em tặng chị nè. Bé vẫn còn khá là nhiều bé nhỉ. Vậy thì chị xin nhận món quà này. Xin thêm mấy cái nữa cho đủ bộ luôn nhé bé yêu. Bắn tùng lum. Cưng thiệt lắm. Chết đi con quỷ cái. Trả giá cho anh em tao đi. Đây để ta trả hết cho người. Thảo hổ mà tận hưởng đi nhé. Của nhà người tốt tới. Ta trả quà vốn lẫn lại cho các người dưới đó. Bọn thằng nào muốn nữa không? Tớ luôn đi. Hồi nữ hoàng của tôi, cô đã dạo chơi đủ rồi đó. Hoàng đế đang đợi cô ở căn cứ. Hãy chơi nốt rồi về với ngài ấy. Đừng để ngài ấy phải nổi nóng. Tớ biết rồi. Ngài ấy đang chuẩn bị một món quà lớn dành tặng cho những kẻ phản bội ở đây. Nó sẽ rất thú vị với cô. Thôi chị về nhớ bé yêu. Chị sẽ nhớ bé lắm đấy. Hẹn gặp lại bé. Cố gắng sống sót nha. Ôi mọi thứ thật là tồi tệ. Ai đó hãy cứu lấy chúng tôi. Xin cầu mong cho những người đồng đội xấu số của tôi.